Đồ Câu Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là năm mới ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì em cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe ha. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và hôm nay thì trong cái video này em sẽ giảm giá cho các anh nha. Mỗi đơn hàng, mỗi cần là giảm 100 ngàn nha mọi người. Giá ở trên cần là giá chưa giảm nha. Mọi người mua thì em sẽ giảm trực tiếp luôn nha mọi người. Rồi, thì shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán và bên em có ship toàn quốc. Rồi, lô này thì được đánh từ số 1 tới số 22. Mọi người mua nhắn giùm em cái mã hàng kèm theo số video và ngày video. Và mỗi cần thì em sẽ giảm 100 ngàn nha mọi người. Lì xì đầu năm cho mọi người nha. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ bên em trong suốt thời gian vừa qua nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu là mã số 1 à. Số 1 là một cây ASO khoen nhỏ, dài 5m4, hàng nội địa Nhật. 5m4, cây này thì của hãng Daiwa, Sơn Vân, dài 5m4, bát Fuji. Khoen này là khoen đá sứ nha mọi người. Ngọn 2 ly, nặng 480g. Ngọn này là 2 ly. Lô này toàn bộ là chất liệu là carbon nha mọi người. Nó có bị trầy xước đây à, nó có bị trầy nhẹ thôi. Có bị trầy nhẹ đó mọi người. Có bị trầy xước. Trầy xước. Rồi cây này thì nó nặng là 480g. Dài 5m4. Đọt là 2 ly, ASO khoan nhỏ ha mọi người. Rồi cây số 1 này giá là 500, em sẽ giảm là còn 400 nha mọi người. Mọi người mua hai cây cũng giảm mỗi cây là 100 ngàn và bao ship luôn nha. Rồi cây số 1 này là 500 thì em sẽ giảm là còn 400 thôi. Bao ship cho mọi người luôn. Rồi cây này là cây số 1. Tiếp theo là một cây ASO đó mọi người, là cây số 2, một cây Anfetico. ASO Sea Fighter dài 5m3, đọt số 3. Cái này made in Korea, 5 lóng mà mọi người. Bát Fuji FS7 ạ. Khoen là khoen Fuji. Đọt 1 ly, cây này đọt 1 ly 8, nặng 330g. Đọt 1 ly 8, nặng 330g. Bôn văn. Trầy xước ít nha mọi người. Có bị trầy nhẹ thôi. Cây này là mã số 2, nặng là 330g. Số 2 giá 550 ngàn. Rồi, 550 ngàn là giá chưa giảm nha. Mọi người mua thì sẽ còn có 450 ngàn thôi. Tiếp theo là một cây ASO trợ máy đó mọi người. Cây này của Daiwa. Đọt số 1 dài 5m3, China, dòng này của China sản xuất có cốt nô luôn. Bát là bát Daiwa, Fuji Daiwa hay gì á mọi người. Đây, bát Daiwa luôn nha mọi người. Vichon. Có bị trầy xước nhẹ. Khoen Fuji. Rồi. Cây này đọt 1 ly mốt à, nặng 190g thôi. Rất là nhẹ luôn. Cây này dạng cần tay trợ máy nha mọi người. Cây số 3. Cây này giá 550 nha mọi người. 550 là chưa giảm nha. Cây này mọi người lấy thì chỉ còn có 450 ngàn thôi. Free ship cho mọi người luôn. Đầu năm thì em cũng lì xì cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bên em trong suốt những năm qua. Thì em cũng xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi cây này là số 4 ạ. Là một cây ASO khoan nhỏ. Cây này thì dài 5m3, đọt số 2.
target đây mọi người, quen là quen Fuji. Cây này đọt nó 1 ly 3, nặng 280g. Cọc bông vân. Một cây ESO trả máy, thân cây này hơi lớn xíu. Mọi người cần thông tin về cái gốc thì mọi nhắn giùm em đi, em sẽ gửi cho mọi người nha. Cây này của Made in China. Số 4 này giá 530, nói chung là giá em đọc là giá chưa giảm ha. Giảm là còn 430 thôi. Cái này mọi người lấy là còn 430. Số 6 là một cái NFT ISO trợ máy luôn, dài 6m3, còn 6m1, đọt số 1 ạ. Dòng hai da sóng vân. Khoen là khoen Fuji. Đọt 1 ly 2, nặng 270g. Lóng cái lóng gần gốc thì nó cũng hơi trầy nhẹ thôi. Nói chung là cái phôi cũng còn ok mọi người. Trầy cũng không đáng kể nha. Chóc sơ, trầy sơ lông mèo thôi. Cây này là mã số 6 ạ. Nặng là 270g, giá là 870 ạ. Số 7 ạ là một cây Osaka Fishing Bass Fuji. Dài 5m4, đọt số 4 ạ. Khoan Fuji, bát Fuji. Đọt 1 ly 9, nặng 440g. Số 7 ạ. Có bị trầy xước nhẹ. Cây số 7 dài 5m4. Rồi cây này giá 600, giảm 100. Nếu mọi người lấy là 500. Số 7. Số 8 là một cây Suyumi ISO khoan lớn. Đọt số 3 dài 5m3, cây này còn 5m1. Cái này là dòng Suyumi Power for Silok. Khoan là khoan Fuji. Đọt 2 ly, nặng 360 ạ. Cái đọt nó thì nó cũng hơi bị trầy cái lớp sơn nha mọi người. Rồi cây này là số 8, dài 5m1. Rồi cây này giá trên cần là 490 nha mọi người. Em sẽ giảm cho mọi người còn có 390.000 thôi là sẽ được bao ship. Rồi, số 8. Số 9 là một ISO khoan lớn của Daiwa nè. Bát là bát Fuji Daiwa. Dài 5m3, đọt số 3. Liberty, cái này của Trung Quốc sản xuất, có cốt nô luôn nha mọi người. Những cái dòng hàng mà nó có cốt nô thì thường là nó sẽ hàng nó ok lắm ha. Cây này ngọn là 1 ly 6, nặng 290g. Cái phôi này nó hơi trầy nè mọi người. Lóng này hơi trầy. Số 9 dài 5m3, giá 600. Số 10 là một cây trợ máy nè mọi người. Dạng cần tay trợ máy của hãng Nissin, dài 3m6, Super Project, có bị chóc xước sơ. Khoen lại đề ba này là khoen Fuji. Đọt 0.8. Khoen của nó là dạng khoen inox như thế này. Khoen nhỏ, giống như dòng khoen Ikeda mọi người. Đọt 0.8, nặng có 100g thôi. Bôi trong cũng còn đẹp thôi. Số 10, 600. Số 11 là một cây 1m8 Suyumi. Đồ cứng ML Wonder Stick. Hai là hai khúc bát Fuji. Tay cầm là bằng mút. Dài 1m8, khoen Fuji.
Đọt 2 ly 3, nặng 100g, số 11 giá 460. 460 thì sẽ giảm là còn 360. 360 cây này, free ship. Số 12, một cây súp. Súp này 39, có bị trầy xước. Bát Fuji Chalison. Ở đây có bị trầy nhiều. Khoan Fuji. Đọt 2 ly 2, nặng 340g ạ. Có bị trầy xước. Có bị trầy xước ạ. Đó, vô đây nó có trầy. Nó chỉ trầy cái bên ngoài thôi nha mọi người. Còn xài ok, nhiều khi mình kéo ra kéo vào nè. Bị va chạm rồi nó trầy thôi. Nặng 340g. Số 12, rồi cây này là dài 3m9 ạ. Rồi giá trên cần là 480, là con sẽ còn có 380 à. Cây súp 380 quá đẹp luôn. Số 13, một cây Osaka Fishing. Đây, nó có bị tróc sơn nhẹ nha mọi người. Bát Fuji. 11.9, dài 4m2. Cái này còn thực tế còn 4m1 à. Đọt 2 ly 2, nặng là 400g. Màu xanh, xanh riêu. Phôi cần ở bên trong này cũng còn đẹp, bên ngoài thì có bị trầy xước nhẹ. Rồi cây này là mã số 13, dài 4m1. Rồi cây này giá 650.000 trên cần. Cây này mọi người lấy còn 550.000 nha mọi người. Giá em đọc là giá chưa có giảm nha. Mọi người mua thì sẽ được giảm. Rồi tiếp theo ạ, là số 13 rồi đúng không ạ? Số 14 ạ, là một cây Rambo, Svensson Rambo, dài 4m5, độ cứng 25. 5 lóng nè mọi người, thu gọn 103cm. Đây, bát là bát Rambo, khoan là khoan Fuji. Cây này thì đọt của nó là 2 ly 6 nha mọi người, nặng là 660g. Đọt là đọt sơn trắng, có bị trầy xước, sơn một nửa thôi. Có trầy xước. Số 14. Cây này số 14 là giá trên cần là 650 nha mọi người. 650 sẽ còn giảm còn 550 thôi. Số 14 ạ. Số 15 là một cây súp. Súp Blue 4m5. Design và technology là của Cushin. Bát Fuji FS7, khoan Fuji luôn. Cái này đọt là 2 ly 6, dài 4m4. Cái này 4m5 là còn 4m4. Đọt 2 ly 6 nha mọi người. Cứng cây này chắc cũng khoảng 25 ha. Độ cứng là khoảng 25. Cái này mình gặp được ha. Nặng 400g, số 15 giá 650, là còn 550. Số 16 là một cây súp 4m2, còn 4m1, Smart Bát Fuji. Bát Fuji. Đọt 2 ly rưỡi, dài 4m1, nặng 390g. Số 16, dài 4m1, giá là 600. Số 17 là một cây súp Plus Service, dài 4m2, còn 4m1, 4 lóng made in China. Bát này là bát hãng ha. Khoen này là khoen hãng, khoen Fuji, khoen cái mình không có gặp, dạng súp lỡ. 4m1, đọt 2 ly 4, độ cứng tầm 25, nặng 400g. Dài 4m1, độ cứng 20-25 thôi ạ. Cái này màn hình cũng còn đẹp ha mọi người. Ở đây có bị tróc nhẹ phần sơn. Rồi cái này là mã số 17, giá 590, còn có 490 thôi ạ. Quá đẹp, nên mọi người tranh thủ ha.
Cây này là số 18 ạ, một cây Powerful Suster Caster Tsuyumi Made in Korea, tên vàng xuất Nhật. Dài 4m2, đọt 26, bát Fuji, FF7, nặng 390g. Số 18, khoen Fuji, độ cứng cây này khoảng 20-25. Tôi cần có bị tróc nhẹ. Số 18 giá 530, còn là còn 430. Số 18 đây mọi người. Số 19 là một cây súp Plasma Tsuyumi, dài 3m9, bát Fuji, khoen Fuji. Cái này ngọn là 2 ly 3, độ cứng tầm 20, nặng 380g, 20-25 thôi. Mấy cây này thì độ cứng nó tầm DX nha mọi người. Đây, đánh bạc bãi hoặc là lục mà gần thôi, chứ còn lục mà bạo lực xa bờ thì mấy cây này sao không có phù hợp. Đánh sông hồ nói chung là nó cũng phù hợp với nhiều cái thể loại ha. Và cây này là mã số 19 nha mọi người, dài 3m9 và giá là 590.000, chưa giảm. Còn ở 490 nè. Số 19. Số 20 là một cây Castin, dài 4m5, hàng đầu địa Nhật, bát Fuji, Osaka đây là mọi người, hãng Osaka Fishin là nặng hàng của Nhật, là Osaka thủ đô của Nhật Bản ha. Cái này thì nó bị muối ăn sơ. Khoen Fuji, cái này ngọn là 2 ly rưỡi nha mọi người, cứng tầm 25, nặng 560 ạ. Thôi cần cũng còn đẹp. Có bị dính dãy cá nhẹ thôi. Số 20. Rồi giá thực tế là 700, giảm còn 600. Số 21 là một cây súp lỡ Simas. Ở đây nó có bị xước sơn, có bị tróc sơn. Ở đây nó bị nứt miếng nha mọi người. Bát Fuji FF7 nè, dài 4m2, độ cứng 20. Độ cứng 20, khoan Fuji. Cây này thì ngọn nó là 2 ly 6, nặng 350g. Cây này độ cứng cũng khoảng 25 thôi. Cái này câu tay cũng được mọi người, tại vì nó thân nó nhỏ lắm, nhỏ mà nó cũng nhẹ thôi, có 350g. Về mình thích thì mình hạ tay mình câu ha, rất là bạo lực, câu chép rồi tra rồi ok luôn. Số 21 rồi giá là 550, còn 450. Số 22, một cây cần tay, cây cần tay hàng nội địa Nhật, không rõ hãng mọi người. Dài 7m2, em đo còn 7m 7 lóng. Cái này nó còn có bao nhung, còn cái nút thì em sẽ tìm cái nút phù hợp cho mình nha. Cây này dài còn 7m, carbon vân. Đọt này tới 1 ly 7 à. Cái này cứng cũng cao lắm mọi người. Săn hàng cần ra cũng thẳng lắm mọi người. Coi cũng còn đẹp ha. Nước sơn còn bóng. Cái này gốc là 30,5 ly. Nặng là 520g. Dài là 7m. Số 22. Rồi cây này giá là 800. Em sẽ bớt 100. Còn 700 phi ship nha mọi người. 700. Rồi cây này 700, giá là quá đẹp luôn nha mọi người. Rồi, mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha mọi người. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.